Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã tích cực quan tâm, chăm lo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên phụ nữ yếu thế nỗ lực tự tin vươn lên làm kinh tế gia đình và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hiện tỉnh Bình Dương có trên 300.000 hội viên phụ nữ thuộc các cấp hội, trong đó có hàng ngàn hội viên phụ nữ yếu thế như phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo. Với quyết tâm không để họ bị bỏ lại ở phía sau, các cơ sở hội đã bám sát chỉ đạo của tỉnh hội, hỗ trợ giúp đỡ họ một cách kịp thời. Nổi bật nhất vẫn là giúp họ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Song song đó, đội ngũ cán bộ làm công tác hội còn thường xuyên gần gũi, thăm hỏi để các chị em có thêm động lực, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Trong số hàng ngàn hội viên phụ nữ yếu thế, có khoảng gần 10% hội viên phụ nữ khuyết tật. Khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chăm lo kịp thời của cơ sở hội, các chị đã tích cực kiếm kế mưu sinh, cần mẫn với công việc để bản thân có thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đơn cử như chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, bị khiếm thị, khi được vay vốn ưu đãi, chị mượn thêm người thân để học nghề xoa bóp bấm huyệt và về mở tiệm tại gia đình, mỗi tháng cho thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng. Hay chị Phạm Thị Ánh Hồng bị yếu chân tay từ nhỏ, những tưởng bản thân không thể làm được bất kỳ công việc gì, nhờ sự giúp đỡ động viên của hội phụ nữ phường, chị đã nỗ lực vươn lên bằng nghề bán vé số, thu nhập đủ trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Hàng năm cũng là ký kết cái kế hoạch phối hợp với đại hội người mù để mà tổ chức tuyên truyền cũng như là có những cái tài liệu để mà giúp cho chị em khuyết tật có cái để mà sinh hoạt. Bên cạnh đó thì những ngày lễ Tết thì chúng tôi cũng vận động các cái mạnh thường quân để mà chăm lo hỗ trợ cho phụ nữ khuyết tật. Bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường cũng như là có những cái quan tâm chăm sóc hỗ trợ, đặc biệt đó là để mà hỗ trợ cho các cái chị đó là giới thiệu việc làm. Hội cũng có những cái nguồn vốn, đặc biệt là cái nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên vay vốn những chính sách mà ưu đãi của nhà nước như nguồn vốn giải quyết việc làm, nguồn vốn mà vay học sinh sinh viên, rồi nguồn vốn nước sạch. Thì hiện tại thì hội phụ nữ có 10 tổ, thì với số tiền là vay là 22 tỷ 500 triệu đồng cho 789 hội viên vay. Qua chỉ đạo của tỉnh hội, 100% cơ sở hội đã tổ chức rà soát thống kê được gần 6.000 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, đơn thân. Đây cũng là số hội viên được các cấp hội quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức như cho vay vốn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn khởi nghiệp, sinh kế, tặng quà. Các cấp hội phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng nguồn quỹ, tích cực thực hiện ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Bình Dương để quan tâm, trợ giúp, chăm lo nhiều hơn cho tất cả phụ nữ yếu thế, giúp họ làm chủ bản thân, hòa nhập cộng đồng, chung sức xây dựng hoạt động, phong trào hội ngày càng phát triển.